Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay là cái series này đã được ngày thứ bảy anh em. Thứ bảy thì mình được sẽ được nguyên một con tướng hán luôn ha. Đó. Và tôi quay long, bữa nay mình sẽ quay thú tiếp anh em. Bữa nay mình sẽ quay thú đỏ tiếp. Mà nhưng mà hôm qua tôi nói với anh em là hôm qua tôi quay long nhân phẩm giả man, quay tặng nổ 8 cái cọng lông đỏ anh em. Đã chưa? 8 cọng lông đỏ. Anh em thấy ngon lành cành đào chưa? Và 4 cái cọng lông cam. Đó. Và bây giờ là mà mình quay ít nha, không có nhiều à, có 5.000 cái thôi gì à? Mình nhớ không lầm là quay đâu nó có 5.000 cái, nhưng mà nó nhiều khủng khiếp. Nè mấy ông nhìn đi, mà cỡ đây đi đó. Bây giờ tôi quay chắc có khoảng 2 cộng lo 2 cái men đỏ, 2 men kim á. Biết được 2 men kim không? Tại vì nổ sẵn hết nó 8 cộng rồi. Là mình chắc chắn là mình được có lẽ mình sẽ được 2 men kim là ngày hôm nay. Quay không có nhiều thiệt, quay cái chừng nhớ không lầm là tôi còn 3 cái kia, bên kia tôi 3.000 cái, tôi mua 2 cái có 5.000 cái thôi nè. Quay chưa hết 5.000 cái nữa mà. Chưa hết 5.000 cái mà nó được bao nhiêu đây nè. Thì anh em nghĩ là nó nhân phẩm cỡ nào rồi. Đúng là đêm qua mấy con nào quay nghe đêm qua không sao sao quá, nó bị lỗi gì không. Quay quá trời đồ luôn. Có nhiều khủng khiếp. Ok đã hết rồi, bây giờ mở đổi đỏ rồi. Đủ 2 men kim luôn đây, được 2 men kim một lượt, 20 con lông đỏ luôn. Không phải ngày nào cũng được vậy đâu nè, bây giờ mình quay đâu 5-6 ngày rồi mới thấy ngày nay là nhân phẩm mà gọi là nhiều nhất đó. 2 men kim ha. Hôm nay mình sẽ lấy cái men chịu quăng với men da có quả, men kim luôn. Chịu quăng và ra các quả kim gì nó mới phê chứ, đổi gì nó mới phê. Hai đó, đổi một lần 2 men kim mà gì nó mới phê. Cái này gì, cái gì, cái này là gương tướng hén nè, em muốn chọn hén gì chọn, mình là như là full hết rồi, chỉ còn có duyên thật thôi, là full bên hén rồi đó. Thục đổ nguyên nó quá thục giờ các quả đó, được 2 kim thì vô thăng liền em nó lên. Khi mà được men kim thì mình sẽ thăng liền em nó lên là ok con dê liền. Thằng quá chứ lộn. Đúng đó, lại thêm một cái sổ nữa thấy chưa. Thằng quá men nào lên đi. Thằng quá chịu văn lên cho nó đẹp. Lên liền tăng 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 tăng. Này phải kiếm thêm cái gì là ngày mai mình được cái. Ngày mai chắc không có nhân phẩm nhiều đâu. Thì tôi nghĩ là ngày mai không có nhân phẩm nhiều được đâu. Ông Nguyên cái này. Đó, kích hoạt mày gán lên 2 sao cái nữa là đúng bài. Rồi xong, lực chiến lên 40.000 ha. Quá trời lực chiến nó lên. Lên cái nữa nè. Đó. Lên cái nữa. Lên cái nữa. Thôi rồi. Đó cái tem này gọi là tem này anh em. Tem này gọi là tem này. Gì đấy không biết. Ba cái quỷ này. Chơi mình luôn. 406. Đó bây giờ mình sẽ qua quay thằng thú thôi. Cái nhiệm vụ mình sẽ quay thằng thú. À quên lấy cái thằng binh của con viên thực, con viên thực này cái. Và kích luôn cái đồ giám bên này cái, mình chưa đụng tới ngựa luôn, đồ giám. Đồ giám không có. Bữa nay mình sẽ đi tiếp tục, mình sẽ đi qua một con con gì nữa ta, bữa nay em lại mình kiếm thêm con công an nữa nè. Mình tính đi theo con Trào Phong. Trào Phong cũng được. Chứ đợt này tôi không chơi cùng kỳ được đâu. Có con tướng gì, thú này, thú gì mới vậy ta. Bán cùng kỳ gì không? Cùng kỳ lần này, con này gì mới à. Nhưng mà con men là chắc chắn phải có trong team mình rồi. Ok, mình sẽ quay thêm công an gán cho nó lên 5 sao đi. Cái như con quay 5 sao cái rồi tính gì tính. Ngày mình sẽ quay con qua chừng 4-5 ngày nữa thôi là tôi đập mấy ông trong server này banh. Trời không mảnh gì chứ vậy. Trời ơi là trời. Nấu cho tôi không nổ mà còn không cho mảnh luôn mà. Một mảnh cái linh. Bữa trên sọ bữa xuống tao mà đáo cho được tơi đất mẹ. Hôm nay nó bị gì nữa rồi, hôm nay nó bị gì nữa rồi.
chắc xa đãi hai thằng quỷ kia quá. Ừ, vừa nhắc xong là nó sợ liền. Mày đi chỗ khác luôn, hai thằng mày xui vãi nồi ra. Mày nữa, tao không muốn thấy tồn tại của hai thằng mày đây nữa. Ừ, gì đi. Trời ơi, con quyền vũ này muốn chết nữa rồi nè. Ừ, hai mảnh. Rồi, nếu mà anh em quay không nổ mà không ra ai kiểu này là cứ 100.000 ngọc là ăn con á trời. Không đơn giản anh em. À, hai con quỷ này nè, ám quá rồi, ám nặng, con quỷ vũ này ám nặng, vãi thiệt, không thánh côn nữa. Gì đi. Ba mảnh, nó quay một phát một ba mảnh mà ít 56 được ha, đợt tôi quay của con chậu không đúng dễ luôn anh em. Thật ra bây giờ đụng con nguyên là khó vãi. Con nguyên khó luôn á, đừng nói nổ. Khó nổ vãi luôn ra. Đây. Ba mảnh. Đó, nó ra ra na ba mảnh mà ít 2 ít 3 nữa, ngon không? Một mảnh luôn, chớp chi mới được một mảnh. Một mảnh tiếp. Rồi luôn. Bắn trên này thì bắn nổ trên kia. Tào lao đi chứ. Ok, bắn ở trên kia lại đổ dưới này. Ba mảnh được. Ok, bắn vòng đi, con này thích bắn vòng rồi nè. Đó, bốn mảnh. Nó ra nguyên một dọc mảnh, toàn là mảnh của con công an này không đi. Đó, bốn mảnh, dọc mảnh công an mà 5555 ha. Tại nhiêu? 5555 là 25. Cứ quay 4 phát vậy là 100 mảnh. Nhưng tôi thấy thanh long này không ổn rồi đó. Con thanh long này lúc nào nó cũng ngang chứ hơn không à. Nó phát dọc như thế này nè, 2, 4, 6 mảnh nha. Mới thấy cái phát này là cái phát hên nhất trong ngày. Còn nhiêu là một mảnh không? Không, tỷ lệ quy thú đợt này, tỷ lệ quy thú khó thiệt anh em ơi. Đen thiệt sự. Ôi mà chạch nhiều mảnh ghê. Ừ, nó 6 mảnh nó phải vậy anh em. Ra vô đường fit được. Đó, nó phải vậy nè. Đúng rồi. Hai mảnh nữa. Rồi, xong luôn. Được, làm lại cái nữa coi. Để chỗ khác chơi mà chạch. Ngắm quá gì. Nữa, hết đuổi mẹ trên, đi xuống dưới. Rồi xong luôn. Đúng lộn luôn. Quên mở cái kia luôn. Đó. Vô. Nấu giùm cái gai. Trời ơi, con mảnh gì. Ôi trời. Chán. Chết mẹ rồi, thôi thôi. Đồ đồ tơi bấm lộn. Đó, con chậu phong quay thử anh em ơi. Đó, chậu phong thấy có vẻ hợp lý không? Em cứ quay con men mà nổ con chậu phong thì tới công chuyện luôn rồi đó. Đó, cái tình hình này thấy là chuyện nổ chậu phong là chuyện không còn xa nữa đó. Cái tình hình này ổn anh em, ổn đó. Thấy vậy thôi chứ mà ổn đó. Thấy ổn. Bốn mảnh luôn thấy không? Đó, bắt nào cũng bốn mảnh, chậu phong thấy ổn hơn nè. Ừ, mới khen xong mấy lượt. Ừ, khen xong mấy lượt. Đấu. Mày đi chỗ khác chơi mày ơi. Mình sẽ chơi bá hạ thử. Mày 4-5 phát bá hạ coi. Trời ơi, bá hạ cùi hơn nữa hả. Trời, cùi dữ vậy. Hai mảnh. Một chục phát. Phát này phát thứ 3 đúng không? Cho nó 3 phát đi. 4 phát. Thế tự con hết. 5 phát. 6 phát. 7 phát. Ừ được, 8 phát. U ngon, bá hạ ngon. 9 phát. Đó. 10 phát. Rồi
Đúng phát thứ 10 nó không, nó nói là giờ kích nữa rồi, nó không thèm. Chanh. Chục phát chanh rồi sao? Một phát. Đánh thằng ơi. Má, con chanh gì vậy? Con chanh gì vậy anh em? Ờ, mà ra cái là 6 mảnh nha, ra phát là coi như hai lượt kia là ngon nha, rồi con mảnh một. Trời ơi, nó ra một phát một thôi anh em, con chanh này nó tỷ lệ nổ thấp vãi nồi luôn thiệt sự. Mà mở ra cái là nhiều mảnh. Chanh ơi là chanh. Đúng rồi, có hai mảnh gì sao. Một mảnh thôi, chanh thì khó quay quá. 5 phát. What? What the hell? Ồ ồ ồ ồ. Tôi nghi nghi rồi. Không ra thì thôi, nó ra là ra nguyên con anh em à. Nó ra nguyên con luôn mà. Cái này tôi không định quay con ấy đâu, tôi tính quay con câu mang mà nó nổ cả con chanh luôn anh em. Like mạnh cho con chanh long dịch này nha anh em. Anh em nhớ lời mạnh nha anh em. Bỏ con chanh. Và mình đã có con chanh quen câu mang nổ con chanh. Nói thật sự sợ đi chứ. Giờ mình sẽ qua con này đi. Anh chiêu chứ. Thử anh chiêu dài cước coi. Nổ con chanh là dễ gì nó nổ nữa. Nó cũng khôn dữ lắm nhưng vừa anh em. Hào luôn à. Bạn hay lắm bạn công an à. Tôi sợ bạn rồi đó. Không biết bạn sợ tôi không chứ tôi sợ bạn lắm rồi nè. Tôi vô cùng sợ bạn luôn rồi. Đậu xanh bạn luôn rồi. Vô cùng sợ luôn, tôi rất là sợ bạn. Đậu mẹ bạn luôn. Nami. Em nó ra nó không chớp luôn mà. Không chớp luôn anh em tin không? Nó không chớp luôn. Tôi đổi thuốc rồi nó chớp không? Nó mới chớp được cái đó. Nó chớp nó mới nổ được. Nó không chớp nó không có nổ được. Nó không chớp luôn. Ba mảnh. Chắc sắp đủ rồi đó anh em. Rồi hết ngọc luôn rồi. Ăn con ngang này hút thiệt sự. Rồi xong luôn. Mỗi lần cứ hai mảnh ba mảnh kiểu này là chết tôi luôn. Rồi 133 luôn rồi. Dư rồi anh em. Bữa nay mình thu hoạch được hai con thằng thú ha. Một bé chanh và một bé cầu mang. Con chanh là tôi chỉ quay rồi tôi quay kiểu quay cho vui đó anh em. Và bằng một cách nào đó là tự nhiên nó nổ. Con chanh long dịch. Rồi nè, sẵn đây nó nổ nó ra đủ luôn con bạch chanh. Nó đủ luôn lần qua mới ác này chứ. Nó đủ luôn cả con thanh long luôn mới ghê chứ. Tôi quay con này mà nó nổ tùm lum con hết trơn anh em ơi. Rồi cho thanh long vô luôn nè mày. Rồi đó. Xong cái option này đã xong. Sau khi mình ghép mấy con đó vô thì mình kích được khá là nhiều đồ giáp lên đây nè. Một cái đồ giáp nè. Còn nữa không? Hai đồ giám nè, ba đồ giám nè. Còn gì nữa không? 4, 5 đồ giám nè. Còn nữa không? Đây còn cái cuối cùng. 6 đồ giám nè. 40.000 liền. Đó. Rồi thì video hôm nay em sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye.